khi đi ngang mấy chỗ đất hoang hay dọc theo những bờ kinh bờ mương, sẽ rất dễ nhìn thấy những trái bình bát chín vàng ươm treo ở trên cây, cứ như là khiêu khích, như là mời gọi để người xa quê, dù không còn trẻ nhỏ, nhưng vẫn cứ háo hức chui vô trong những lùm cây để mà tìm hái trái. Mà cũng không dễ dàng gì để hái được trái bình bát chín trên cây đâu ngang. Bởi đây là thứ cây mọc hoang mọc dại, nên thường mọc chen ở những lùm cỏ tùm, lại thường có nhiều kiến vàng đeo ở trên cây nữa chứ. Nhưng mà nhiêu đó trở ngại thì có xá gì đâu so với sự hấp dẫn của trái chín vàng ươm treo ở trên cây. Với lại, cái gốc dân quê thứ thiệt từ xưa giờ thì đâu ngại gì mấy thứ đó. Treo cây bị kiến cắn chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là cái cảm giác được tự tay hái mấy trái bình bát vàng ươm thơm phức và chứa đầy kỷ niệm của tuổi thơ. Hái được trái quê cứ như là hái được cả một bầu trời thương nhớ vậy đó. Trái bình bát chín cây không chỉ có màu sắc đẹp mà còn có múi thơm ngang ngát khiến người ta cầm lòng không đặng. Lựa trái chín mùi, rút cùi trái ra, sau đó nhẹ nhàng tách ra làm đôi. Ruột trái bình bát có nhiều múi nhỏ, cơm trái màu vàng cam bắt mắt và có nhiều hột. Cẩn thận gọt sạch lớp vỏ ngoài, rồi xắn bình bát thành từng miếng nhỏ, bỏ vô tô, rồi bỏ thêm đường, trộn đều lên cho đường được thấm đều và làm cơm trái được ngọt hơn. Đập nhỏ nước đá bỏ vô ly, múc bình bát đã dằm đường bỏ vô, sau đó trộn đều lên là có thể thưởng thức được rồi đó. Vì chứ bình bát mà đem dằm đá đường thì ngọt mát khỏi chê luôn nghen. Bình bát chín ăn có vị thanh thanh và ngọt ngọt, thịt trái thơm và dai dai, càng nhai là mùi thơm lại như lan tỏa khắp miệng vậy. Lại nhai là lại càng thấy khoái. Thêm nước đá lạnh lạnh ê răng thiệt là đã. Bởi vậy dù món ăn này phải nhả hột mỏi miệng lắm, nhưng người ăn lúc nào cũng khoái, ăn nhiều khi tới bắt ngay vậy đó. Hồi còn con nít đã mê món này lắm, tới khi lớn lên đi xa, tưởng như con người dễ bị quyến rũ bởi những thứ quà bánh cao sang khác. Nhưng mà không, người tha hương mỗi bận về quê là lại thích tự tay đi hái trái bình bát trên cây, đem vô dầm đá đường, rồi kiếm một góc mát ngồi ăn cho nó đã cơn thèm. Ở quê hương miền Tây đó quý vị, có một loại cây mà nghe qua cái tên thôi là thấy nó nghèo sơ, nghèo xác luôn. Đó là cây bần. Cây bần á, mọc dài ở hai bên mé sông rất là nhiều, tuổi đời có khi cả trăm năm. Rễ bần thì mọc ngược, chĩa thẳng lên trời. Thân cây thì cao lớn, tỏa ra bóng mát nè, rồi cho ra những cái trái chín tròn căng lủng lẳng ở trên cây. Bần sống á, thì cái vị nó chát ngầm, nhưng khi chín thì lại chua thơm dịu dịu. Bần chấm muối ớt là món ăn thời tuổi thơ đó. Bần chín thì mình sắc mỏng kẹp chung với mắm sống làm mồi cho mấy anh mấy chú là ông nào cũng mê. Còn những người nội trợ thì lại thích sử dụng trái bần chín để tạo chua cho những món như là canh chua nè, lẩu chua nè. Tùy dân dã nhưng mà thơm ngon hết sảy. Về lại miền sông nước, cứ khi thấy dọc hai bên bờ sông xanh mướt bóng dáng của những cây bần già cao lớn là người ta biết rằng quê hương đang ở ngay trước mặt đây rồi. Thứ cây bần mọc phổ biến dọc bờ sông quê là giống bần dĩa, thân cây cao lớn, cái rễ bần mọc ngược chĩa lên trời. Những nhánh cây thả dáng rủ xuống mặt nước sông rồi kết bông ra trái tròn tròn, dẹp dẹp. Có vỏ bóng lưỡng, nhìn cũng dễ thương và đẹp mắt lắm. Để rồi khi chiếc đò nhỏ chạy chui qua những tán cây bần treo lủng lẳng đầy trái chín,
thì người quê nhất định phải ngứa chân mà leo lên nóc đò, giơ tay hái xuống mớ trái nhiều nhiều để đem về. Trái bần có thể nói là thứ trái quê mùa thứ thiệt, có thể không đáng giá, không đáng tiền, nhưng đó là thứ cái quen thuộc và gần gũi với cuộc sống thường ngày, cũng như góp phần vô trong bữa ngon của người dân sông nước miền Tây Nam Bộ. Trái bần khi còn sống thì chát ngầm, nhưng tới khi vừa chín sẽ tỏa ra mùi thơm ngang ngát và có vị chua thanh thanh, dịu dàng. Vì chứ trái bần mà đem nấu canh chua hay lẩu chua thì hợp rơ dữ lắm ngang. Đối với người dân miền sông nước Tây Nam Bộ, hình ảnh bình yên nhất chính là bóng dáng thân quen của những gốc bần nghiêng bóng bên sông quê. Những gốc bần cao lớn nhưng mềm mại rủ nhánh xuống mặt sông. Những cái rễ bần mọc chỉa ngược lên một cách ngược ngạo. Những cái bông bần nở ra trắng muốt, những chùm trái chín vỏ căng bóng lưỡng và tỏa mùi thơm. Dưới bóng mát của tán cây bần, có chiếc đò nhỏ neo ở bến quê, có bữa ngon dọn lên giữa bao la sông nước. Quê hương dân dã là đây, quê hương bình yên là đây, chứ còn đâu nữa. Không biết từ hồi nào, khi nhắc tới cây dừa nước, đám dừa nước là người ta nghĩ liền tới sông nước miền Tây hiền hòa với những dòng sông yên ả, trôi qua làng, qua xã, trôi qua những mái nhà quê thấp thoáng sau mấy đám dừa nước xanh cao lớn và đẹp cái nét đẹp gần gũi, dung dị đời thường. Dừa nước, kêu sao thì hình dáng nó y như vậy, gốc và rễ cây quanh năm chìm dưới mặt nước, chỉ có tàu lá thì dương thẳng lên trời, xanh mướt và cao cỡ đâu 3-4-5 thước là chuyện bình thường. Cây dừa nước khi đủ tuổi thì sẽ trổ bông. Bông dừa nước chen ra từ trong mấy bập dừa bự và dương lên trên mặt nước phù sa để khoe cái màu nâu nâu vàng vàng, nhìn cũng lạ mắt nhưng mà dễ thương lắm. Từ cái bông dừa sẽ kết thành buồng dừa với những trái dừa nhỏ nhỏ nằm kế bên nhau và xoay thành hình tròn chắc nịch, có màu nâu, tuy cục mịch nhưng bóng mướt ngon lành. Cái buồng dừa lúc mới thành hình thì chỉ bự cỡ trái banh thôi. Sau đó, nhờ mưa nắng của đất trời mà nó lớn lên từ từ, bự tới hơn một vòng tay ôm của người lớn. Dừa nước hình như luôn có quanh năm, lúc nào cũng có buồng dừa vừa ăn, để lâu lâu là những người dân quê lại tranh thủ mấy lúc quẩn quẩn công chuyện, sẽ bơi xuồng dọc theo con sông nhỏ trước nhà để chặt dừa nước đem về, đặng mấy chị em trổ tài làm những món ăn vặt nhà quê. Chiếc xuồng nhỏ chậm chậm bơi chui qua những tàu lá dừa đang xen ở trên đầu, tạo thành bóng mát tự nhiên, mát rượi, trong lành, lại thêm chút sự chồng chành của sông nước. Ngang tầm nhìn của mắt người là mấy buồng dừa nước mọc chìa ra ngoài sông, như cũng đang chào đón người ta. Cảm giác này thiệt là thích thú và thông dong lắm. Người ở quê quen với các loại rau cỏ, cây trái thiên nhiên ở quanh mình, nên chỉ cần nhìn màu sắc là biết buồng dừa đó là còn non hay đã già, đã dẻo cơm hay chưa. Kê sống dao khó lên buồng dừa để rớt một trái xuống thử. Chẻ ra, dừa cơm, cơm dừa trong bóng là làm món gì cũng ngon. Cứ như vậy, chỉ cần bơi một đoạn sông nhỏ là đã tấp vô, chặt hết buồng dừa này tới buồng dừa kia. Mấy buồng dừa theo những nhát dao chặt rớt một cái bẫm xuống sông rồi lại nổi lên mặt nước. Người dân quê chỉ cần rinh chất lên xuồng là xong. Bơi mấy dầm chưa kịp mỏi tay mà lòng xuồng đã chất đầy mấy buồng dừa nước bự. Xuồng cũng khẩm khẩm rồi đó, coi bơi dòng dìa chất dừa lên bờ
rồi cả nhà cùng xúm lại. Người phụ một chân một tay chẻ dừa ngang. Mấy ông đàn ông có nhiều sức thì chỉ cần rinh buồng dừa lên cao rồi đập mạnh xuống nền đất, vậy là từng trái dừa rớt ra liền, lẹ lắm. Còn như mấy bà yếu ớt hơn thì trở sống dao chặt mạnh vài cái là từng trái dừa sẽ rớt ra từ từ, tuy lâu hơn chút nhưng mà cũng hiệu quả lắm. Kê dao vô trái dừa, sau đó đập mạnh xuống thớt và trái dừa nhỏ sẽ được chẻ đôi ra. Khoe ra ở bên trong là phần cơm dừa có màu trong bóng, nhìn ngon mắt lắm. Dừa kiểu này là dừa ăn nhất. Cơm dừa dẻo dẻo, hơi giòn giòn và còn một xíu xíu nước ở bên trong. Dừa ngọt liệm là dừa thơm ngào ngạt nữa. Mà phải công nhận, cái mùi thơm của dừa nước nó có chút ngọt ngào, có chút ngang ngát. Tuy nhẹ nhàng thôi nhưng mà cứ lẩn quẩn hoài ở trong không khí, nó khiến người ta cứ say mê, cứ ngây ngất vậy đó. Ở xứ này khi vừa chớm tháng 7 âm lịch, chạy dọc theo những con sông hay những con kinh sẽ thấy bóng dáng thân quen của những cây cà na nằm nghiêng mình bên mé sông và soi bóng xuống mặt nước sông quê để khoe ra những trái cà na nhỏ nhỏ treo lủng lẳng. Trái cà na dại có dáng thon thon và hơi tròn, chỉ nhỏ nhỏ đầu cỡ ngón tay cái của người lớn mà thôi. Đưa tay hái trái cà na trên cây, đem cắn thử một miếng thì chèn ui, nó vừa chua lại vừa chát ngầm. Tính ra nó cũng không có ngon lành gì đâu, nhưng mà ngộ lắm, cái vị chua và cái vị chát đó là mùi vị tuổi thơ của rất nhiều những đứa con miền Tây. Bởi vậy mà dù xa quê bao lâu không biết, thì mỗi bận trở về đúng mùa nước nhảy bờ là người ta lại cứ muốn dới lên cây để hái xuống mấy trái cà na vừa chua vừa chát. Rồi cứ vậy ngồi bên bến sông quê, ngay dưới bóng mát cây cà na, vừa nhìn trời nhìn đất, vừa tận hưởng làn gió mát từ sông thổi vô, lại vừa cắn trái cà na vừa chua vừa chát, tới nỗi cắn miếng nào là nhăn mặt lè lưỡi miếng đó. Vậy chứ mà thương mà nhớ thiệt là nhiều. Trái cà na dại khi mới hái xuống ăn thì vừa chua vừa chát, đem chấm muối ớt thiệt cay nữa thì vừa ăn vừa nhăn mặt. Nhưng mà ai thèm chua thì ăn một hồi cũng mê lắm chứ không giỡn. Còn như mà khéo léo chế biến thêm chút nữa thì sẽ trở thành món ăn vặt chua chua ngọt ngọt mà từ người lớn hay con nít đều mê. Thưa quý vị, khi mà fanpage của chương trình Đặc sản miền sông nước chia sẻ những cái hình ảnh về trái bình bát được mọc dại ở quê nhà đó, thì có nhiều bạn khán giả bình luận bảo rằng là cái trái dại đó quý giá gì mà kêu là đặc sản. Nhưng mà quý vị ơi, trái dại tuy nó quê mùa cũng không có đáng giá, nhưng mà nó đã gắn bó cả một đời với mảnh đất quê hương. Rồi cũng có những lúc nó đã giúp chúng ta cảm thấy đỡ buồn miệng trong những ngày thơ ấu, trở thành một phần ký ức khó lòng mà quên được của nhiều người con miền Tây, dù là đang ở quê hay là đang xa xứ. Vậy mới nói đặc sản á, không phải là cái gì quá hiếm hoi đâu, mà là thứ được nhiều người thương nhớ nhất, phải không quý vị? Mỗi khi cảm thấy nhớ tiếc điều gì về ngày xưa ở quê mình, thì người ta vẫn thường nói bâng quơ là bây giờ làm gì còn thứ đó nữa. Thế nhưng càng đi về miền Tây, chúng ta lại càng khám phá được nhiều điều, rằng ở vùng đất này vẫn còn giữ lại nhiều những nét quê của ngày cũ, và đặc biệt là hương vị của những thứ trái quê tưởng chừng là không còn gặp lại được nữa. Dù chẳng phải là thứ gì cao sang hay trân quý, nhưng người xa quê hình như ai cũng thấy dở òa khi được tự tay mình róc trái ô môi chín đen bóng và hít hà
cái mùi thơm nồng nàn của nó. Hay chỉ đơn giản chỉ là trái keo ù hay me keo, me nước, chín đỏ ở trên cây. Trái nhãn lồng vàng ươm ở bờ rào, quẹ dừa nước chắc đụi ở bờ sông. Trái bần ổi tròn tròn thơm ngát, trái bình bát chín vàng đưa mùi thơm dịu dịu. Nhiều đó thôi cũng khiến lòng người nức nở nhớ thương. Mùi của trái chín nhà quê hay chính là mùi vị từ ký ức gửi về, khiến cho lòng người cứ rưng rức nhớ, rưng rức thương. Cho tôi sống lại thời thơ ấu, một thuở vàng son chẳng biết sầu. Chắc là nhiều người trong chúng ta đó quý vị cũng đã từng rất là nhiều lần hoài niệm về cái tuổi thơ, và dù biết là không thể thì vẫn được mà mong muốn là mình sẽ được sống lại cái thời vô lo vô nghĩ đó. Cái tuổi thơ thời ở dưới quê mà chưng chừng chạy lông nhông ở ngoài đồng nắng vậy đó, rồi là thỏa thích dễ dùng trong làn nước mát của sông quê, chui vô bụi nè, trèo lên cây nè, để rồi hái mấy cái trái dại chia nhau ăn ngon lành. Trái dại ở quê đó quý vị, có trái thì nó thiệt là ngọt ngào, cũng có trái là chua lè chua lét, có trái thì nó chát ngầm vậy đó, mà đứa nào cũng khoái, cũng dành nhau ăn. Con nít ở dưới quê cứ hồn nhiên vô tư lớn lên cùng với cây cỏ, tự tìm cái để chơi rồi cũng tự tìm cái để ăn. Mà hồi xưa thiếu thốn khó khăn cho nên hình như ăn cái gì cũng thấy ngon, cũng khoái hết trơn á.